kinh số 72, kinh Agivacha Gota, Agivacha Gota Sutta. 187. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi du sĩ ngoại đạo Vacha Gota đi đến chỗ Thế Tôn sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vát Cha Gô Ta bạch Thế Tôn. Tôn giả Gô Ta Ma, phải chăng tôn giả Gô Ta Ma có chi kiến như sau? Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này va cha, ta không có chi kiến như sau. Thế giới là thường trú. Chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau? Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này va cha, ta không có chi kiến như sau. Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng tôn giả gotama phải chăng tôn giả gotama có chi kiến như sau thế giới là hữu biên chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng này va cha ta không có chi kiến như sau thế giới là hữu biên chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng tôn giả gotama phải chăng tôn giả gotama có chi kiến như sau thế giới là vô biên, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này va cha, ta không có chi kiến như sau, thế giới là vô biên, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau, sinh mạng và thân thể là một, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này va cha, ta không có chi kiến như sau. Sinh mạng và thân thể là một, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau? Sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này va cha, ta không có chi kiến như sau. Sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau? Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này Va Cha, ta không có chi kiến như sau, Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau? Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này pha cha, ta không có chi kiến như sau. Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau? Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này Va Cha, ta không có chi kiến như sau. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này va cha, ta không có chi kiến như sau, như lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. 188 Sao vậy, thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau? Thế giới là thường trú chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng tôn giả cô ta ma đã trả lời này pha cha ta không có chi kiến như sau thế giới là thường trú chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng sao vậy thưa tôn giả cô ta ma khi được hỏi phải chăng tôn giả cô ta ma có chi kiến như sau thế giới là vô thường chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng Tôn giả Gotama đã trả lời: Này Va cha, ta không có chi kiến như sau: thế giới là vô thường, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Sao vậy, thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau: thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng? Tôn giả Gotama đã trả lời: Này Va cha ta không có chi kiến như sau thế giới là hữu biên chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng sao vậy thưa tôn giả Ma, khi được hỏi phải chăng tôn giả Ma có chi kiến như sau thế giới là vô biên chỉ như vậy là trơn ngoài ra là hư vọng tôn giả Ma đã trả lời này Va cha ta không có chi kiến như sau thế giới là vô biên chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng, vân vân, như trên. Sao vậy, thưa tôn giả Gotama Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có chi kiến như sau? Như lai không có tồn tại, và không không tồn tại sau khi chết. Chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama đã trả lời, Này va cha, ta không có chi kiến như sau? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama có thấy sự nguy hại gì mà Ngài không chấp nhận hoàn toàn những chi kiến này như vậy? 189 Này Va Cha, nghĩ rằng thế giới là thường trú. Như vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này va cha, nghĩ rằng thế giới là vô thường, vân vân. Thế giới là hữu biên, vân vân. Thế giới là vô biên, vân vân. Sinh mạng và thân thể là một, vân vân sinh mạng và thân thể là khác, vân vân. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Này Va Cha, nghĩ rằng Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, như vậy là tà kiến, kiến chủ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kết phược Đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não Không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn Này va cha, ta thấy có sự nguy hại này mà ta không chấp nhận hoàn toàn những chi kiến như vậy nhưng tôn giả Cô Ma có tà kiến nào không? Này Va Cha, tà kiến đã được như lai đoạn trừ nhưng này va cha đây là điều như lai đã thấy đây là sắc đây là sắc tập đây là sắc diệt đây là thọ đây là thọ tập đây là thọ diệt đây là tưởng đây là tưởng tập đây là tưởng diệt đây là hành đây là hành tập đây là hành diệt đây là thức đây là thức tập đây là thức diệt. Do vậy, ta nói rằng, với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt bỏ tất cả ảo tưởng, man -nhi ta, tất cả hôn mê, man thi ta, của tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên, mà như lai được giải thoát, không còn chấp thủ. 190 Thưa tôn giả Cô Ta Ma, một tỷ kheo được tâm giải thoát như vậy, sanh khởi tại chỗ nào? Sanh khởi này va cha không có áp dụng. Như vậy Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi. Không sanh khởi này va cha không có áp dụng. Như vậy Tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và không sanh khởi. Sanh khởi và không sanh khởi này va cha không có áp dụng như vậy tôn giả cô ta ma vị ấy không sanh khởi và không không sanh khởi không sanh khởi và không không sanh khởi này pha cha không có áp dụng khi được hỏi tôn giả cô ta ma vị tỷ kheo được tâm giải thoát như vậy sanh khởi tại chỗ nào tôn giả đáp sanh khởi này pha cha không có áp dụng khi được hỏi như vậy tôn giả cô ta ma vị ấy không sanh khởi tôn giả đáp không sanh khởi này va cha không có áp dụng khi được hỏi như vậy tôn giả gotama vị ấy sanh khởi và không sanh khởi tôn giả đáp sanh khởi và không sanh khởi này va cha không có áp dụng khi được hỏi như vậy tôn giả gotama vị ấy không sanh khởi và không không sanh khởi tôn giả đáp không sanh khởi và không không sanh khởi này va cha không có áp dụng. Thưa tôn giả Gotama, tôi trở thành vô chi về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm này. Và một số tin tưởng tôi đã có đối với tôn giả Gotama do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, nay đã biến mất nơi tôi. Này va cha, thôi vừa rồi, vô chi của ông. Thôi vừa rồi, mê mờ của ông. Này va cha, sâu kín là pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Thật rất khó cho ông có thể hiểu được, khi ông thuộc chi kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, đạo sư khác. 191 và này va cha, nay ta trở lại hỏi ông. Hãy trả lời nếu ông kham nhẫn. Này va cha, ông nghĩ thế nào? Nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông, ông có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, tôi có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Nhưng nếu này va cha, có người hỏi ông như sau: Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Nếu được hỏi vậy, này Va cha, ông trả lời như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi như sau: Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Nếu được hỏi vậy, thưa Tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau. Ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi. Ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu, upadana, cỏ và củi. Này va cha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt, nibajeza, trước mặt ông, ông có biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi? Tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy được tắt trước mặt tôi, tôi sẽ biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi. Này va cha, nếu có người hỏi ông như sau, ngọn lửa này đã tắt trước mặt ông, ngọn lửa ấy từ đây đã đi về phương hướng nào, phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam? Được hỏi vậy, này va cha, ông trả lời thế nào? Không có thể áp dụng ở đây, tôn giả Gotama, vì rằng, này tôn giả Gotama, ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên nhiên liệu, cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết, và vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là không có nhiên liệu, lửa đã bị tắt. 192 Cũng vậy, này va cha, do sắc pháp này, nhờ đó mà một người nhận biết như lai, có thể nhận biết được sắc pháp ấy đã được như lai đoạn diệt cắt tận gốc rễ làm cho như thân cây xa la không được tái xanh không thể xanh khởi trong tương lai giải thoát khỏi cái gọi là sắc này va cha là như lai thâm sâu vô lượng khó dò đến đáy như đại dương khởi lên không có áp dụng không khởi lên không có áp dụng khởi lên và không khởi lên không có áp dụng không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng do thọ này nhờ đó mà một người nhận biết như lai có thể nhận biết được thọ ấy đã được như lai đoạn diệt cắt đứt tận gốc rễ làm cho như thân cây xa la không được tái xanh không thể xanh khởi trong tương lai giải thoát cái gọi là thọ này va cha là như lai thâm sâu vô lượng khó dò đến đáy như đại dương khởi lên không có áp dụng không khởi lên không có áp dụng khởi lên và không khởi lên không có áp dụng không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng do tưởng này nhờ đó mà một người nhận biết như lai có thể nhận biết được tưởng ấy đã được như lai đoạn diệt cắt đứt tận gốc rễ làm cho như thân cây xa la không được tái xanh không thể xanh khởi trong tương lai giải thoát cái gọi là tưởng này va cha là như lai thâm sâu vô lượng vân vân như trên vân vân không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng do những hành này nhờ đó mà một người nhận biết như lai có thể nhận biết được các hành ấy đã được như lai đoạn diệt cắt đứt tận gốc rễ làm cho như thân cây xa la không được tái xanh không thể xanh khởi trong tương lai giải thoát những cái gọi là hành này va cha là như lai thâm sâu vô lượng vân vân như trên vân vân không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng do thức này nhờ đó mà một người nhận biết như lai có thể nhận thức được cái thức ấy đã được như lai đoạn diệt cắt đứt tận gốc rễ làm cho như thân cây xa la không được tái xanh không thể xanh khởi trong tương lai giải thoát cái gọi là thức này va cha là như lai thâm sâu vô lượng khó dò đến đáy như đại dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Khi được nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vacha Gota Bạch Thế Tôn, thưa tôn giả Ma, như một cây sa la lớn, không xa làng hay thị trấn, vì vô thường nên cành lá rơi rụng vỏ và đọt non rơi rụng rác cây phê gu rơi rụng và sau một thời gian với cành lá rơi rụng với vỏ và đọt non rơi rụng với rác cây rơi rụng cây ấy thuần tịnh chỉ còn lại lõi cây cũng vậy lời nói này của tôn giả gotama với cành lá rơi rụng với vỏ và đọt non rơi rụng với rác cây rơi rụng lời nói ấy thuần tịnh chỉ còn lại lõi cây thật vi diệu thay tôn giả gautama thật vi diệu thay tôn giả gautama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống vơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho người bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được tôn giả gautama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng.